Rồi qua đi. Ê vàng chặn, vàng chặn. Ê ê ê ê ê ê ê gì vậy? Làm gì vậy? Trêu hơn. Trêu nước má. Bà nội ơi, làm hả, làm việc nguyên ngày trời mà ổng chết đi, giờ ta xả chết đi. Nít đâu? Ờ. Khỉ đâu chỉ ai. Nít đâu? Ở đây, ở đây người ta. Trời ơi, nó có vợ có con. Vui lắm mà, hả chơi vui mới vừa ba cái chụp. Trời ơi, mấy vậy, nó vợ nó chơi quả gì? Được không? Được. Mày chị đi thôi, tao ta chấp mày bò bên kia đó. Ủa, tao bò đây luôn hả? Hả? Mày bên kia kìa. Mày tao chấp mày luôn 6. Rồi rồi. Chạy vô. Rồi 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 rồi. Ai qua? Mình bảnh qua cứu. Ok. Sao qua đi. Hâm. Rồi sao? Mất người ta kìa. Qua mất tao kìa. Tao có, mình cứu quyền mà. Ủa cái gì vậy bà nội? Rồi tao qua xong rồi đó, tới mày đi. Biết rồi. Nhưng mà chị tôi lỡ chị bước qua đây thôi. Rồi ok. Đúng rồi, không sao. Rồi vàng chặn. Vàng chặn. Ê, qua đi. Vàng chặn mấy đứa ơi. Cứu em nè, cứu em nè. Đi chị qua đi chị. Em này cứu em nè. Ê mở rộng ra. Mở rộng ra cho con ô tôi có chạy. Sang. Nó nghe nè. Bên đây cũng được nè. Ê. Ê ê bên sao. Con thí liệu vừa qua là hai người sẽ. Chưa. Trời ơi. Quay à, hỏi ai bị nói chuyện chi má. Trời ơi, chút xíu ngoài là bắt lại nha. Hai người dịnh lại xong rồi tôi bắt lại. Ok. Bắn qua đây, bắn qua. Rồi qua anh Trung ơi. Cứu bầu, cứu bầu, cứu bầu anh Trung ơi. Cứu bầu anh Trung ơi. Cứu bầu anh Trung ơi. Rồi ê ê ê sao nhảy mình ta vậy? Sao nhảy lên mình ta vậy? Sao mà nhảy mình ta? Mày mắc cười ghê trời, nó bắt ông lại nói gì trời? Đúng rồi. Bắt mày, mày bắt thôi chứ mày làm gì mày co, mày câu với tao chạy. Trời ơi trời. Chứ tao hắn rồi. Mình qua cứu đi. Không, mình qua, mình qua. Mình qua. Tao mực bội quá trời. Cứ quần què, hỏi hết hơi rồi má. Trời ơi. Qua đi. Hả? Xin vô chơi. Có bà chơi nữa hả? Ừ. Cái nổi trời. Có bảy chơi với coi. Cái gì có bảy chơi nữa hả? Ừ. Đi thôi bây giờ chia đi. Chia đi. Giờ hai bà ở kia đi. Đây. Rồi hai bà ở đây, có bảy ở đây. Rồi hai bà ở đây ha. Bên đó đông lắm luôn rồi đó. Có đủ chưa nè ba? Bên má, bà ông nội này bên kia đủ rồi đó má. Thôi đủ rồi. Đi chơi lại ba. Bà bị rồi. Thôi thôi lại lại u sùm có ai qua trước nè. Ừ rồi. Đi vô nhẹ đi. Dạ. Rồi. Tôi qua má. Rồi luôn. Gặp nha. Giang chặn lắm rồi. Rồi chuẩn bị nè. Quá là mình chụp tới này nghe. Ê. Sao ông nổng bự không đi chứ. Xe chụp cho sao. Xe chụp cho sao. Né đi né đi. Thôi đủ rồi má ơi. Qua đây chị liễu. Ôi. Ôi cái gì thúi vậy. Ai thả bơm giờ. Thúi quá thúi rồi. Ôi là trời. Thúi dữ lắm rồi đó. Tôi lỡ không có ăn khoai nhiều quá thôi làm gì vậy trời. Ôi trời. Ui chết gì đó. Rồi. Bây giờ bên mình qua đi cô bảy. Cô bảy chuẩn bị qua nè. Buông tao ra. Tao tự sao nắm tay tao vậy? Buông tao ra. Thì qua đây cũng bắt thôi. Thôi tao chịu thua. Trời ơi chơi khỏe ghê vậy. Ủa gì mà áp lực ghê vậy trời. Là thua vậy hả? Thua. Thôi, kệ đi, kệ đi. Ủa? Là không được chạy này hả? Ai biết đâu? Ai biết đâu má? Vàng quá má. Chưa giao mà. Ê, thôi thua đi. Ok, bên kia làm lại đi. Rồi. Cứu coi. Cô bảy ơi, cô bảy vô chính giữa. Vô chính giữa đi. Thưa ha, con dao, con nhà qua là ông đua cái là bà chạy về liền nha. Khoan chụp giò bả lại nha. Ê chơi không chụp giò nha. Ủa, tao nói không được cái gì? Thôi lẹ 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 đi, lẹ đi. Chụp giò sao mà. Ê. Sao lại cho bà chạy về nhanh vậy? Ủa sao mà đi bà ấy bả gì vậy trời? Ủa nghe nè. Ủa, bà cứu bà chi vậy? Bà về bà em hỏi bà cứu qua bển đó hả? Ừ. Cứu, thôi, mọi người cứu đó nè. Đi ra, trả đi. Rồi, hí em qua bển cứu chị Liễu kia coi. Mày nè. Mày chỉ bơi coi, chứ bơi thôi. Mày lại bơi lên đây giữ vậy đi là sao? Hí. Hí. Cứu bộ, cứu bộ. Bơi về. Nhỏ lắm, chị tải. Bơi ra bà ơi. Rồi. Rồi, bị hết nguyên bạn luôn. Đúng rồi.
Rồi rồi rồi, rồi. Bảo đỏ đâu qua, bảo đỏ đâu qua. Bà bị rồi má. Thôi nghỉ chơi đi má ơi, chân gian quá. Mẹ này ngộ ghê trời, chân gian trời. Má này ngộ quá, chơi gì chơi, chơi đu đùm vậy. Tại vì kia chơi về trời, nó là đúng mà. Ổng thua là ổng qua đây mới đúng. Thôi bây giờ chị về đó, người nào bảo bảnh gì chị ngược lại bảnh đi. Đúng rồi. Ai bảnh gì bảnh đi, ai bảnh gì bảnh đi. Chơi mà hay quạo quá, hay dị quá. Bao mình. Gì nào đúng thôi, về là về đó bà. Qua đây, qua bảnh qua đây. Không quan gian nữa. Qua nè. Ê, nãy mình qua rồi má. Qua rồi. Mình qua bên kia qua. Đúng rồi. Mình dạt ra đây, mình qua tao đặt tao rồi đó. Tao cứ được bao qua kìa. Tao yếu lắm rồi. Vô đi, vô đi má. Bà nội ơi. Qua đi bà. Qua đi. Qua. Bà đỏ, qua đi bà đỏ. Qua. Lẹ. Chụp 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 chụp. Ê con mẹ này bình thường cao kê dữ dằn lắm. Ê đó mà giờ hôm bữa bà hát cả lương mà cũng bổ dữ lắm mà. Ơi. Ơi mạnh nó có. Mạnh gì? Thôi bà nội ơi. Cái đóng người sao tôi làm lại? Trời ơi, có nhiều đó. Thôi mình qua đi để tôi qua cho. Để chị qua cho nè. Mày qua hoài vậy. Ủa mắc cười bộ tao muốn thích ai thích qua qua má. Bà chính vô đi bà chính. Né à né ơi, làm chặn bà chính. Bắt bà sáu với bà chính qua đây. Đá bà văng ra ngoài luôn. Bé vậy, bé vậy, bé vậy. Chạy lại. Kìa. Thôi nghỉ mẹ đi. Cái gì nhấp hoài vậy, qua hoài thôi. Ủa mẹ vô duyên, chạy lại thủ thế trời. Rồi. Thủ gì thủ hoài vậy trời, thủ qua đi. Thủ lẹ lẹ. Nhấp hoài. Chạy né như vậy, bảy né như vậy. Bảy. Chụp nha, chụp nha. Bà là già nhất ở đây đó, bà có chừng đó. Cho vừa không? Trời ơi, mẹ. Mẹ nó bành quá gắt cái quần rồi. Chưa vô quá. Nhẹ, nhẹ, chưa giữ vô. Như không sao. Làm gì ạ? Quần tấm máu. Chưa mới. Hay gì trời. Đại sư gắt cái quần rồi. Trời ơi, trời sao mày sắm tuồn lâu dữ vậy? Từ từ má ơi. Chơi bà này mất thời gian dữ thiệt chứ. Mất thời gian thiệt chứ. Nè, chơi chơi vậy? Bà đây nè. Ê, bồ tôi nghe, bồ tôi nghe. Kệ, bà đi. Từ từ đi, mất gì gấp dữ vậy? Đổi thế đi chính này. Vô chính này. Vô. Bà đổi gì? Đây nè. Vô bảy chị em vô nè. Thế hôm bữa. Vô thôi. Bắt dính hai bà thôi, bắt được tôi. Ngồi không chưa? Rồi. Rồi nha. Nữa hả? Nữa. Chị ơi. Còn gì đâu nữa má. Bưng mà. Ra đi cô bé. Là nó bắt tao tao. Bởi vì tao nói rồi. Không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Ê, chơi đừng chửi đây nha mẹ, chơi đừng lão nha. Qua đi hai má cứ qua luôn đi, hai má bị rồi. Lại lại lên. Bà ơi, tới bà qua nè. Ủa, nãy bà chính bị đụng chưa? Chưa. Trời ơi, phải khôn chứ. Lại lẹ đi má. Đúng không? Mà khôn quá. À, bà lùi ra sao, cái xíu kìa. Mệt quá trời mệt. Sao đâu rồi? Bà làm gì vậy? Mẹ nó sao mà ngu như vậy trời. Bây giờ nắm tay giao chuyện đi, tôi làm qua một cái mọn thôi nè. Thôi lẹ đi nè. Từ. Rồi. Cứu nè. Ê, con bán phụ kìa. Kìa. Đau. Ôi trời. Chạy về đi. Chạy về đi mấy bà. Ai về được. Khoan. Ở bà đi tôi rồi. Cái gì nữa rồi trời. Cái gì? Mất đi cái chồng tôi rồi. Đây. Dính tay em nè. Quá trời quá đất rồi. Tranh thủ cơ hội quá. Bây giờ chị qua rồi nha. Gì vậy? Con Giang gì hả? Con Giang gì con Giang trời? Đúng lực thôi, Giang nào đâu má? Thu tay ta ra sao tôi bắt được mà? Giang lấy bây giờ phải chạy nhào chứ ơi, bắt chị đi. Ôi, mà chân Giang quá. Ê, tí ra chưa hẹn Giang luôn má. Cái bồ bà ăn chân gian, bồ bà nói tôi. Hai, ba, bốn, bên kia cùng bốn người. Ai chân gian hả? Cái ba chụp nó phải dục cái ai kìa. Ai chân gian chạy? Thôi má ơi. Khỏi đi, khỏi chơi bồng gì hết trơn á. Trời ơi. Ê, cái là không hẹn gian luôn má. Trời ơi, không ăn gian mà hả? Chơi chưa? Mấy tao ăn gian. Cái đi trả về. Thì đúng rồi hả? Không ăn gian. Mấy chị gõ gàng chứng kiến gõ gàng không ăn gian nha. Đúng. Đây nè. Không có ăn gian. Không có ăn gian, thằng quỷ sứ nè, cũng bị phẫu tay đó kìa. Ủa chơi không cho nó hủ tay chứ mấy má. Nó tán tay gõ gạt nó phủi tay. Gì nó tán cái bóp luôn hả? Mà người ta nắm tay bãi gì nè, cái bãi vui ra. Cái bãi quýt ta ăn gian. Ý, tao chồng nó nắm, mày nắm làm gì? Trời ơi. Hả, có mấy chị em hả, chở trong xóm chơi với nhau không mà chơi ăn gian. Trời ơi, nó cười quá, nó là nó gì đó. Trời ơi, ê, chính ra hồi nãy giờ cho ai nói gì luôn. Ai nói gì đâu. Trời ơi, mẹ này ngộ ghê. Trời ơi, quá chịu đó, ba má. Hồi nãy giờ chưa có ai làm gì luôn. Mấy má ơi, mấy cha mấy má ơi. Lại mấy cha mấy má về giùm con cái.
Ai vậy? Lại cái xăng người ta ôm sùm cho con cháu ta ngủ không được chứ chứ. Đi u không chú? Cái hồi chú tốt lắm. U vô cái mỏ bây giờ. Thôi về. Nhà ta. Ờ, nghỉ chơi đi má. Chơi đi. Nghỉ nghỉ đi má. Nghỉ nghỉ nghỉ. Nghỉ nghỉ má. Mà nghỉ chứ mà nói nghe, bữa mày hái xài lén của nhà bà bảy tao không có nói đâu ha. Ê, mày đừng có tưởng nó không biết là con mẹ sáu này nè ha. Cặp với thằng này nè. Ê, mày vừa phải tao nghe. Còn mày có tốt lành gì không? Mày lấy tiền mày cho trai ăn mày tốt lành gì? Chứ tôi không biết vợ kệ nó cho trai kệ cho ăn ha. Nhưng mà bà chính mà nghĩ là bà tốt không? Ha, hàng xóm mới kỹ. Qua xin cái bà đột ngọt không mà bà nói nó kia đâu mà. Bà qua bà xin nhà ta được. Đó, hôm bữa ai nói xấu bà nói đi. Ai nói xấu bà? Đó thấy không bà chứ ai? Trời ơi, đó thấy không? Cái gì? Vậy nhà nó xấu hết trơn nữa mấy má. Phải khỏi đi, khỏi chị em vậy chứ biết gì nè, không cho con này chơi được rồi. Ờ biết gì nè, không cho chơi được. Thả vô chơi chị em không thì mình mất lại. Cái gì vậy? Gì? Trời ơi, vậy không đó má. Ê nó nghe nè. Gì? Câu chốt không? Chốt gì? Bốn tay đủ luôn. Ừ, đi. Ê đi câu chốt nè má. Đi câu chốt má. Ê hôm qua thua ngay con tượng luôn má. Bởi vậy xui ghê luôn.